Trong cơn mưa chiều 14 tháng 7 năm 2024, một cây xanh bất ngờ gãy ngang, rơi trúng một ô tô đang chạy trên đường khiến chiếc xe trở nên móp méo. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xử lý, thu dọn hiện trường vụ cây xanh gãy rơi trúng ô tô 7 chỗ trên đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn phường 9. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 7, tại khu vực này trời đổ mưa kèm gió giật mạnh. Lúc này, cây dầu ở góc đường Ngô Gia Tự – Bà Hạc bất ngờ gãy ngang thân, rơi từ độ cao khoảng 20 mét xuống đường. Thân cây dầu to rơi trúng đè lên chiếc ô tô 7 chỗ đang chạy trên đường Ngô Gia Tự khiến chiếc xe móp méo hư hỏng. Lúc này, người dân sống hai bên đường chạy ra ứng cứu, cậy cửa ô tô đưa 6 người trong xe thoát ra ngoài, không có người bị thương. Tại hiện trường, thân cây dầu đoạn bị gãy là phần thân trên có đường kính hơn 30cm, tán lá rộng. Thân cây bị gãy này đè lên chiếc ô tô. Một đoạn đường Ngô Gia Tự đã được lực lượng chức năng phong tỏa để giải quyết hiện trường, khắc phục sự cố. Nhân viên cây xanh cũng đến cắt tỉa một số nhánh cây dầu gần đó để đảm bảo an toàn. Chiều cùng ngày, tại đường Hòa Bình, đoạn gần vòng xoay Hòa Bình thuộc địa bàn quận 11, có một nhánh cây xanh với đường kính hơn 10cm cũng bị tét nhánh rơi xuống đường. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã đến xử lý sự cố, điều tiết giao thông. Tài xế lái ô tô màu đen này để mặc một chiến sĩ cảnh sát giao thông đu bám trên nắp capo không chịu dừng xe. Chiếc ô tô chạy với tốc độ không cao nên chiến sĩ cảnh sát giao thông không bị hất văng xuống đường. Thông tin từ công an huyện Tiên Lãng tại thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang truy tìm vận động nam thanh niên trú tại xã Tiên Cường trên địa bàn huyện này, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát thành phố Hải Phòng vi phạm vượt đèn đỏ, bỏ chạy để mặc một chiến sĩ cảnh sát giao thông đu bám trên nắp capo ra trình diện. Theo thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Quang Trung thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng, khoảng hơn 14 giờ ngày 14 tháng 7, tổ tuần tra của đơn vị này đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10, phát hiện một ô tô vi phạm tín hiệu đèn giao thông đoạn qua địa bàn xã Quang Trung thuộc huyện An Lão, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy sang địa bàn huyện Tiên Lãng. Khi đó, chiến sĩ cảnh sát giao thông tên Phong là người ra hiệu lệnh đang đứng phía trước đầu xe, chỉ kịp nhảy lên nắp capo bám chặt để tránh. Lái xe liều lĩnh không dừng lại, tiếp tục cho xe di chuyển qua cầu Tiên Cựu, rồi rẽ vào đường Nội Đồng để đi tắt về nhà ở xã Tiên Cường. Về gần đến nhà, nam lái xe để xe lại bên đường làng, bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hải Dương. Tối 13 tháng 7, tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ đã chính thức khai mạc. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang năm 2024 được tổ chức trong 2 đêm 13 tháng 7 và 20 tháng 7 với sự tham gia của 4 đội thi đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và UAE. Mỗi đội sẽ sử dụng tối thiểu 1.000 drone để trình diễn trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại, sôi động. Lần đầu tiên trên thế giới, cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái được diễn ra với sự tham gia của 8.000 lượt drone cất cánh. Đây là sự kiện được mong đợi, nổi bật nhất trong năm của tỉnh Khánh Hòa. Trong đêm khai mạc có hai đội trình diễn là Hàn Quốc với chủ đề Nha Trang, Vịnh đẹp thế giới và đội Trung Quốc với chủ đề Khánh Hòa, thành phố tương lai. Hàng chục ngàn người đổ về khu vực đường Trần Phú nơi diễn ra hoạt động chính của lễ hội để tham dự đêm khai mạc. Trong đêm thi diễn này, các ca sĩ Tùng Dương, Đông Hùng, Phương Ly với nhiều tiết mục đặc sắc như Một vòng Việt Nam, Vinh Quang đang chờ ta, Cánh chim Phượng Hoàng, One Moment in Time, Missing You, Mặt trời của em cũng khiến không khí càng trở nên sôi động. Đội Hàn Quốc với lợi thế về hỏa thuật đã kết hợp giữa thiết bị bay và pháo hoa, tạo nên những hình ảnh biểu tượng quen thuộc nhưng mới mẻ như tháp Trầm Hương, tháp Bà Ponaga hay những hình ảnh về biển đảo truyền thống. Còn đội Trung Quốc với lợi thế về công nghệ, sử dụng nhiều drone siêu sáng, đã đưa đến những hình ảnh của đô thị Khánh Hòa năng động hiện đại như các tòa nhà cao tầng, sân bay quốc tế. Thưa quý vị, Tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, cái tên từng gắn liền với nhiều nhân vật gây xôn xao mạng xã hội và cùng với đó là hàng loạt ồn ào, những câu chuyện bí ẩn. Thời gian qua, những sự thật kinh hoàng đằng sau nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An dần được phơi bày và khiến dư luận đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Theo hồ sơ tư pháp trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai, năm 1975, ông Lê Tùng Vân rời quê nhà ở An Giang và cùng với bà Lê Thu Vân, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lên quận 6, thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Năm 1990, ông Lê Tùng Vân tự lập ra trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong mình làm giám đốc, tự xưng pháp danh là Hòa Thượng, có lúc Đại Đức, Thích Tâm Đức. Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức luôn có hàng chục người lưu trú, được ông Lê Tùng Vân giới thiệu là người già cơ nhỡ, trẻ mồ côi do ông nhận về nuôi dưỡng. Hoạt động của trại này mang nhiều tai tiếng, hoài nghi liên quan các vấn đề nhân đạo và từ thiện xã hội, pháp luật về lưu trú, nhân thân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy mà Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vào cuộc và kết luận cơ sở của ông Lê Tùng Vân hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm như không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi bất chính từ các nhà hảo tâm. Đến tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chấm dứt hoạt động của trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán toàn bộ đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng nhiều người đến ở nhà của bà Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Lê Tùng Vân đặt tên ngôi nhà là chùa Bồng Lai, tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Trong nhà trang trí rất nhiều tượng Phật giống nơi thờ tự của Phật giáo. Ngành chức năng tỉnh Long An nhận định trong thời gian qua tại hộ bà Cao Thị Cúc có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động, kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi. Tại tỉnh Thất Bồng Lai, nhóm người do ông Lê Tùng Vân cầm đầu không có hoạt động lao động nào để có thu nhập. Họ thường xuyên đóng cửa và ở trong nhà, không giao lưu với hàng xóm láng giềng. Người ra vào tỉnh Thất Bồng Lai đều từ nơi khác đến. Ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc, người đang thụ án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuyên bố nuôi trẻ mồ côi. Tuy nhiên, trong 8 trẻ sinh sống và được khai sinh tại đây, có đến 6 em có mẹ ruột sống cùng, không rõ người cha. Có 2 người trong số phụ nữ là mẹ của 6 trẻ em này có kết quả xét nghiệm ADN của Bộ Công an khẳng định là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân. Nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã quyên góp tiền và quà cho nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng nhóm này cũng sử dụng vào mục đích khác so với mục đích kêu gọi từ thiện ban đầu. Ngày 2 tháng 7, Lê Thanh Nhất Nguyên, đồng phạm với Cao Thị Cúc và đang thụ án với hình phạt 4 năm tù, là một trong 26 đệ tử của ông Lê Tùng Vân, bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian ở tỉnh Thất Bồng Lai. Theo hồ sơ, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tại quán cà phê trên địa bàn xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa ghi nhận Lê Thanh Nhất Nguyên đi cùng mẹ ruột là Lê Thu Vân và em gái ruột Lê Thanh Kỳ Duyên nhận tiền từ thiện của một cá nhân với số tiền là 100 triệu đồng. Khai nhận với Công an huyện Đức Hòa, Lê Thanh Nhất Nguyên thừa nhận đây là số tiền quyên góp từ lòng hảo tâm của nhiều người. Tuy nhiên sau đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An do đang tập trung điều tra nhóm người tỉnh Thất Bồng Lai phạm tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tạm đình chỉ điều tra. Như vậy, đối với tố cáo của nhiều tổ chức cá nhân về nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu với 3 tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều đã được xác định là có. Hiện nay, cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra đối với 2 tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn cùng các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.